các con đã đến với khóa học tiếng Anh lớp 7 trên trang web olmer.vn. Trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu những đơn vị ngữ pháp quan trọng. Unit 9. Festivals around the world. A closer look here. Các con cùng theo dõi bài giảng của cô nhé. Trong phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu về cụm trạng ngữ adverbial phrases. Đơn vị kiến thức này khá giống trong tiếng Việt nên rất dễ để các con có thể liên hệ. Con cùng quan sát câu trên màn hình, chú ý vào phần gạch chân và cho cô biết những thành phần này có chức năng gì. Chính xác, những thành phần đang được gạch chân ở đây cung cấp thêm thông tin cho động từ chính của câu. In Vietnam là nơi trốn và at the beginning of February là thời gian. Nó cung cấp thêm thông tin cho động từ celebrate. Tương tự đối với câu số 2, thành phần twice a week đang được gạch chân cung cấp thêm thông tin gì cho câu? Chính xác, nó nói về tần suất, hành động. Đi bơi được diễn ra như thế nào? Từ đây con rút ra định nghĩa. Những cụm trạng ngữ được dùng để cung cấp thêm thông tin về thời gian, nơi trốn, vân vân cho động từ chính của câu. Các con đã ghi nhớ kiến thức này hay chưa? Thật là đơn giản phải không nào? Các con có tò mò xem có bao nhiêu loại cụm trạng ngữ trong tiếng Anh hay không? Hãy cùng tiếp tục theo dõi bài giảng nhé! Trong tiếng Anh, chúng ta có 5 loại cụm trạng ngữ chính, đó là time, thời gian, place, nơi trốn, frequency, tần suất, reason, mục đích, lý do và manner là cách thức. Chức năng của mỗi cụm trạng từ này cũng giống như tên gọi của chính nó. Cụm trạng ngữ chỉ thời gian và nơi trốn thì cho ta biết thông tin về thời gian hay địa điểm hành động diễn ra. Cụm trạng ngữ chỉ tần suất thì cho ta biết hành động này diễn ra thường xuyên như thế nào. Cụm trạng ngữ chỉ mục đích nêu ra nguyên nhân vì sao hành động đấy diễn ra hay diễn ra để làm gì. Cuối cùng là cụm trạng ngữ chỉ cách thức mô tả hành động đấy diễn ra như thế nào. Đối với mỗi cụm trạng ngữ, con cùng quan sát các ví dụ trên màn hình. Đối với thời gian và nơi trốn thì là hai cụm trạng ngữ đã rất quen thuộc với chúng mình rồi phải không nào? Thế còn đối với cụm trạng ngữ chỉ tần suất thì có thể xuất hiện các cụm từ như là once, twice, every day, vân vân. Cụm trạng ngữ chỉ lý do, mục đích, reason có thể bắt đầu bằng to hoặc for. To meet my friends, để gặp bạn tôi, for fun, for money, để cho vui hay để kiếm tiền. Cụm trạng ngữ chỉ cách thức có thể là những trạng từ đuôi ly hay là các cụm đi với giới từ in hay with, như ví dụ trên màn hình. Từ đây con có thể nhận thấy rằng bất kỳ một cụm trạng ngữ nào cũng thường được cấu tạo bởi các danh từ đi kèm với giới từ hoặc dạng động từ to verb nguyên thể. Những cụm trạng ngữ này được dùng để trả lời cho các câu hỏi khác nhau. Và chúng mình sẽ cùng ôn tập lại về các câu hỏi này trong phần sau của bài học. Còn bây giờ sẽ cùng thử sức với một bài tập nhỏ để ôn tập kiến thức vừa học về các loại cụm trạng ngữ. Các con cùng theo dõi bài tập trên màn hình. Xác định các cụm trạng ngữ trong các câu sau đây. Cô có 3 câu. Chúng mình sẽ cùng xác định các cụm trạng ngữ và loại cụm trạng ngữ trong những câu này nhé. Các con cùng thử sức với bài tập này. Cô chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Chúng mình cùng nhìn lại đáp án trên màn hình. Cô đã bôi đỏ các cụm trạng ngữ trong mỗi câu và ký hiệu loại cụm trạng ngữ tương ứng của chúng. Hãy cùng làm thêm một bài tập nhỏ nữa trước khi bước sang phần 2 của bài học nhé. Trong phần thứ 2 của bài học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng đi ôn tập lại các từ để hỏi và các loại câu hỏi với từ để hỏi đó. Các con còn nhớ có bao nhiêu từ để hỏi trong tiếng Anh không nào? Trong tiếng Anh có 7 từ để hỏi bắt đầu bằng WH và 1 từ để hỏi bắt đầu bằng H. Mỗi
Mỗi từ để hỏi này cũng sẽ đi với các loại câu trả lời tương ứng. Chúng mình sẽ cùng ôn tập lại. Đầu tiên, đối với từ what, cái gì, thì sẽ đi với câu trả lời là cả một câu. Tương tự, which cũng sẽ đi với câu trả lời là cả một câu. Tuy nhiên, nó sẽ có giới hạn về sự lựa chọn. Đó là điểm khác biệt giữa which và what. Tiếp theo, who sẽ có câu trả lời đương nhiên là chỉ một người nào đó. Nếu câu trả lời chỉ sở hữu của người hay vật, thì từ để hỏi tương ứng là whose. Where đi với câu trả lời đưa ra thông tin về nơi chốn. When được dùng để hỏi về thời gian. Và why sẽ tương ứng với câu trả lời đưa ra lý do tại sao hành động lại diễn ra. Tiếp theo là từ để hỏi how như thế nào, có thể được kết hợp với các tính từ khác nhau để tạo ra các câu hỏi khác nhau, chẳng hạn như how old, how far, how many, và nghĩa của các từ để hỏi này phụ thuộc vào tính từ theo sau. Chẳng hạn, how far sẽ là bao xa, how much, bao nhiêu, vân vân. Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện tập củng cố ngay nhé. Cô khen ngợi các con đã rất hiểu bài đấy. Như vậy là nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy luyện tập tại nhà và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng tiếp theo.